phải á. Hello, Mỹ Mô Tô, em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em có mặt tại cửa hàng mô tô của anh Dương nè. Đấy, ở địa chỉ là 52 Lê Hồng Phong, Đông Thành, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương ha. Cũng như tiếp tục là em cập nhật cho anh chị mình những dòng xe trong cửa hàng anh Dương ha. Và những dòng xe mới về luôn. Và như là có những mẫu mô tô cổ điển luôn anh chị các bạn, mình cứ chịu khó mình xem từ từ nha. Đó. Thì đầu tiên thì cho anh chị các bạn mình xem con FZ nè. Đó. Con FZ này vừa cập bến luôn anh chị các bạn mình ơi. FZ này là FZS không à? FZS 2017 biển Sài Gòn. Nói chung là có giá dễ thở cho anh em chơi, 26.500. 26.500 biển thành phố luôn. Được cái máy êm. Dàn ngoài hơi cũ nhưng mà được cái máy êm. Đó, có tầm 2. Máy còn nổ rất là chắc luôn. Tầm 22 mấy chị, 26 triệu à. 6 triệu năm mà là mình có FZ mình đi rồi nè. Giờ phần máy móc thì anh chị các bạn mình cứ yên tâm nha. Đấy. Thì em có để chi tiết số điện thoại trên màn hình luôn anh chị các bạn, mình ở xa mà đi đến cửa hàng không được thì mình có liên hệ qua số điện thoại giúp em ha. Đó. À, hoặc mình gửi tin nhắn qua Zalo, chụp cái màn hình lại quay tới đâu thì anh chị mình cứ cũng như là hút á, anh chị mình có thể tua lại ha và chụp cái màn hình giúp em. Thích cái mẫu xe đó thì mình sẽ gửi qua bên Zalo số điện thoại trên màn hình nè. Có ảnh video chi tiết cho anh chị mình xem lại cho nó kỹ hơn ha. Ưng thì mình có cọc cửa hàng xếp xe mà tới nơi cho anh chị các bạn mình luôn. Đó thì đầu tiên mình sẽ vô vào bên trong nha anh chị các bạn mình ơi. Có rất là nhiều xe nè. Đó, mình xem những cái mẫu cổ điển trước đi ha. Đây. Cổ điển trước thì như là có như là Suzuki GZ150 nè, Legend gần nè. Đó, Legend 200 nè. Đấy, và con này của cơ quan nè, của thanh lý bên cơ quan ra nè anh chị các bạn mình ơi. Từ từ nha. Để xem con này trước đi Huy. GFX Legend 200 xe 2020 đi có 2000 cây thôi. Cọc hả? Vậy thôi bỏ qua đi. Con này cọc rồi. Rồi, cao lên, quá đẹp luôn mà. Rồi mình xem coi trên này đi Huy ơi. CV250 Nighthawk, xe của công an Thanh Lý rồi đó. Con này em để cho anh em là 125 triệu. Con này 250 á. Đúng rồi, 250. 250. Đi đường là ok, bình thường không có vấn đề gì, như xe bình thường thôi nha anh chị các bạn mình ha, cứ yên tâm mua về mình cứ đi bình thường thôi. À, máy còn rất là ngon luôn ấy. Tiếp theo là bên đây là Suzuki GZ. Quá sáng luôn ta, còn hai con nhá. Con này đời mấy mới chưa rồi. Này 2019 đi 700 cây. Biển Bình Dương. Giá là 59.500. Xe 700 cây thì nói thật là không cần phải tả gì hết, quá mới rồi. Đấy. Rồi con bên trong thôi. Con này thì đi 1300 cây. 63.500, biển Sài Gòn. Con này đời mấy rồi? Đăng ký là 2021 đó. Như một chiếc xe mới luôn á anh chị các bạn mình ơi nè. Đấy, có thùng đầy đủ cho anh chị các bạn mình nè, có thể đi để đồ nha, đi tour rồi đó, để đồ rồi cho. Rồi trên đây thì sẵn đây mình lướt cho luôn một em siêu phẩm đồ ghi beo 250, 216, 2000 mai. Ô đô là 2000 mai á. Xe này không khác như xe thùng luôn á, xe này còn rất là ken nha. Giá thì cũng khá là cao luôn á. Trên 300. Trên 300. Anh chị các bạn mình nếu mà có quan tâm đam mê thì mình cứ đến xem xe ha. Đó. Thì ngoài cái con này thì cửa hàng cũng còn hai em. Đó, rẻ rẻ hơn xíu. Hai em này là bữa có ba mình báo là 125 triệu một em. 125 nè. Đó. Beo này nó dao động đời chín mấy ạ. Đấy. Hai em này thì cục phân khối nó cũng là 250. Bằng nhau. G
Kiều Eo Nhật hiện tại thì cửa hàng anh Dương là còn 3 chiếc ha. Đó, hai chiếc này thì đồng giá là 125 nè, và chiếc màu đỏ anh kia này nó ken hơn, xe như xe thùng luôn thì nó giá nó hơi cao hơn xíu anh chị các bạn mình ơi. Trên 300. Đấy. Rồi đây thì tiếp theo là con này. Con này bán rồi luôn anh. Ờ còn con V15 nó cái Vulcan. Nhà đang dọn hơi bừa đấy anh em thông cảm nhé. Rồi, đây. V15 V3. Ở lâu lắm mới thấy V15. Từ lúc anh vừa chuyển qua bán phân khối lớn là mấy con xe này chiều khi đã có đổi khách thôi, còn không có mua nữa. Em này 2020 đi 2000 cây. Để cho anh em 58.500.000. Xe màu vàng xám. Biển 60 luôn nè. Anh em lưu ý là sang đến năm nay là xe chỉ có xe keng thôi. Ít nhất là từ 80% trở lên. Đấy, 58 không? 585. 58.500.000 là có em G5V3 mà đi nè. Rồi, tiếp theo. Đó, bên ngoài này còn những mẫu Kawasaki nè, Vulcan 650 thôi. Con này là 2017 có báo số, xe biển Sài Gòn, đồ chơi khoảng trên 20 triệu, đồ zin còn đủ cho anh em luôn. Đi 7000 cây. 3 thùng bô đèn trở sáng chống đổ, nói chung là cũng khá đó, nhiều á. Full đồ chơi luôn á. 199 triệu. Đó, văn khó là 650 cc. Rồi qua bên đây thôi luôn, qua em này luôn ơi. Con này là Sarao 750 206. Sarao, con khó là 750. Nói dàn chân rồi rất là sáng luôn. Đây. Mẫu này rất là to nha. To nhưng mà nó hơi thấp, cái chiều cao nó thấp rồi mình có thể dễ ngồi đó. Ngồi tư thế ngồi rất là thoải mái. Con này nhiêu anh? À 189. 189. Đấy. Còn bên đây có một em 1001 nữa nè. Con đó thì em nhận cọc mất rồi nhỉ. Con này có khách cọc luôn rồi. Ra Sarao 1001. Với lại bên đây là cũng em này cũng có cọc rồi nè. Rồi ra đây còn đây tiếp. Sarao 400 2013. Con này xe quá cứng rồi, không có gì phải bàn cái nữa. Em để cho anh em là 269 triệu. Xe còn rất là sáng luôn. Còn bên trong luôn ha. Sarao VT 750S. Con này cũng đẹp, em để anh em 199 triệu. Đó, anh chị các bạn mình có quan tâm mẫu những dòng mẫu như thế này thì mình cứ đến địa chỉ là 52 Lê Hồng Phong, Đông Thành, Tân Đông Hiệp với em Bình Dương để xem xe cho kỹ anh chị các bạn mình ơi. Hoặc ở xa thì mình cứ xem tới đâu mình tua lại, thích cái xe nào mình chụp cái màn hình rồi gửi qua số Zalo trên màn hình giúp em ha. Có ảnh chi tiết hoặc video cho anh chị mình xem lại cho nó kỹ hơn nha. Rồi, bên ngoài này thì còn những mẫu này nữa nè. Siêu phẩm luôn. Con này là kêu bằng con gì Huy? Harley Iron 883. Đó, siêu phẩm luôn. Xe này như là ngồi được có người hả Huy? Được hai người á. Nhưng mà cái chủ yếu là cái sau thì nó không. Xe này nó thiết kế cho người đi thôi nhưng mà anh em ngồi cố hai người cũng vẫn được vì nó có gác để các chân cho người sau này á. Rồi nhỏ nhỏ con thì ngồi hai người được. Đúng không? Cái này mà mình thích thì mình chế thêm cái yên ở đằng sau nữa, ok, mình làm thêm cái yên nữa là ok nha. Không có gì. Cái mẫu này thường thường đi một người giờ thấy nó hợp hơn ha. Thấy đẹp nè. Con này nhiêu đi? Dạ anh là 229 triệu. 229. Phân khối là nãy 883. À, là 8 trên 800cc á. Đó, phân khối. 900 à? Rồi, tiếp theo. Nói chung là 900 đi. 900 cho dễ thì nó ngót nhát lên rồi. Phân khối là 900. Rồi, con nhà luôn ơi.
Cheat hoặc Laser Cheat 750. Bọn này nó có dao động tầm 215-216. Bên em còn 3 cái. Con rẻ nhất là 195 triệu. Này con ngoài đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Con này 195. Con trong đây là 199. Đúng rồi. Và bên trong là 209. Đó, con này cũng đời 25 nè. Đi 4.000 cây. Con ngoài này đi 15.000 cây. Và ngoài này thì 14.000 cây. Đấy, ok nha. Rồi tiếp theo thì mình xem cái dãy bên đây nha chị các bạn. Bên đây nè, đủ loại luôn. Mình xem bắt đầu từ bên trong luôn ha. Đây, còn một cặp Ninja ZX25G nè, hãng Kawasaki, còn một cặp luôn. Đây, Honda nè, đủ loại luôn. Yamaha G3 nè, Ninja 3 nè. Đây có H2 nữa nè. Wow. H2 siêu phẩm rồi, có anh Dương đang đi nha. Huy lên ngồi thử coi. Cho anh em mình chiêm ngưỡng H2. Đó, khá đẹp chưa? Nổ máy chạy ăn xíu hả Huy? Mét 7 á. AK Mobit. Xe này là để anh Dương chạy thôi, không bán. Review một xíu cho anh em mình xem nha. Ừ. Con này thì được anh Dương là có lên những cái món đồ chơi nè, đúng không? Đang như là yên nè. Đang đặt full dàn áo carbon này. Ừ. Lên được cái bô rồi. Bô cổ này chắc phải 80. Con này thì anh Dương anh đang đi ha. Anh chị các bạn mình nếu mà có quan tâm thì thích thì mình cứ liên hệ gặp anh Dương thử thế nào ha. Cho anh có chia lại không? Hôm nay mình không nha. Rồi ok, thì tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu trong cái dãy bên đây nha. Đây trước đi, đây đi. Con này. Con đầu tiên là con này ha. Con trong đó là sao? Bán rồi. Con đó bán rồi. Con này là KTM Đúc 125 bản ABS. Xe 215. Đi nên để cho anh em con này dễ chơi, 38.500.000, không cần bằng A2 luôn. Đó. Con số là 125. Mẫu xe này như là địa hình khá cao quá. Rồi tiếp theo Z300. Con này là 26, em để cho anh em 83.000.000. Z300 hiện tại cửa hàng mình còn cái thôi. Dạ, còn đúng cái duy nhất. Một chiếc. Con này. Con này đang rửa tháo bánh, rửa chưa ráp luôn nữa thì giờ con quay lên anh em cũng đâu biết xe gì. Con này như là Z650 không? Z8 hả? Ừ. Wow, vậy là mình để rửa khi nào xong này rửa xong ha. Ừ. Đang tháo cái dàn áo ra để rửa vệ sinh cho nó sạch cho các bạn mình đây. Rồi qua đây thì G3. G3 hiện tại còn 3 chiếc nè. Đầu tiên là con này nhiêu đi? Con này đang lột tem chùm. Thôi thì cứ báo giá trước cho anh em đi. Anh em nào ưng thì có thể nhắn tin với Zalo. Ok. Hình là em gửi hình cho. Con này em để cho anh em 85.500.000. 85.500.000. Ừ. Tại vì dán cái tem chùm màu vàng xấu á. Em đang lột ra. Rồi tiếp theo là Ninja 300 là còn một cặp nữa nè. À, con này để cho anh em 78.500.000. Con xanh đen này thì 76.500.000. Rồi tiếp theo thì còn hai em R3 tiếp anh chị các bạn mình ơi. Con này như là đồ chơi cũng nhiều ạ. Full luôn. Đấy. Đó, hai này chở sáng ở trên nè. Rồi chưa? Đó. Đó, cầm
trợ lực tay lái nè, bô. Đồ chơi phải nói là cực nhiều luôn ấy, đủ luôn. Anh chị các bạn mình không có cần, nếu mà thích gắn đồ chơi thì mình sẽ mua lại con này về nè. Không có cần tốn chi phí mình mua gắn mấy cái đồ chơi lên ha. Có sẵn cho anh chị các bạn mình luôn rồi nè. Con này nhiêu Huy? 86.500. 86. Và như là con bên cạnh là còn nguyên luôn. Anh em nào thích về tự độ thì chơi qua bên cạnh để 85.500. Con này nguyên xe luôn, nguyên riêng luôn nè. Không có gắn đồ chơi gì hết, có cái chống đổ này nè. 85.500. Rồi tiếp theo thì Honda CBR 500 2020 đi 10.000 cây. Em này giá của nó là 139. Dàn áo còn mới tinh luôn. Thì các bạn vào đây bóng hới nha. Đây. Con này hai máy nha. Rồi, nhiêu hay giá nhiêu? 139. 139. Đó, lớp xe còn dày luôn. Rồi, tiếp theo thì một em nhập khẩu từ Hàn Quốc nè. Hyosung GT 650. 2010 đi có 5.000 cây thôi, biển 60. Giá của em nó là 95 triệu. 95 triệu. Ok, tiếp theo là cũng Honda luôn, CB500X. Còn như là hai chiếc thôi. Còn một cặp luôn, đều 2018 hết. Em, anh đang quay là đi 13.000 cây. Đó, em để cho anh em 155 đi. Em này có full cản để gắn 3 thùng luôn ha. Trước mắt là mình có gắn một thùng ở trên thôi. Mẫu xe này cũng nhìn thấy nó hầm hố nha, khá cao luôn anh chị các bạn đây. Nhưng mà cái yên nó thấp nha, từ đó là thấp nha. Hót xuống thấp mà anh em mình mét 6 là ngồi cũng được nè. Mét 65 thì càng tốt. Mét 65 là đẹp. Mét 6 thì hơi nhón xíu. Con ngoài này nhiêu? Con này rẻ hơn chút đi, con này để anh em 149. Còn một cặp. Rồi, tiếp theo bên ngoài này là cũng hãng Honda luôn. NC700S 2015. Này em nó là 155 triệu. 155. Đấy. Rồi, đây là siêu phẩm Kawasaki ZX25G. Đó, một cặp luôn. Đồng giá luôn nên cho dễ chọn, 179 triệu một xe. Đời nó là sao anh? Một con đăng ký 2020, một con đăng ký 2021. Con này đăng ký mấy? Con đó là đăng ký 2021. Ừ, 2021. Còn bên đây là con này đăng ký 2020. Con này đi tới 4 máy nè quý anh chị các bạn mình nha. 250 mà mình đi tới 4 máy luôn, cái bô đó nghe rất là khủng, rất là hay. Đó, rất là lớn luôn. Bô đó là bô riêng luôn nha anh chị các bạn mình ơi. Đấy. Mẫu xe này cực đẹp luôn. Rồi Z9. Z9 này đắt 27. Đi 20.000. Con này em để cho anh em 193. Đó, 193. Ok, Z9 còn một chiếc. Z1000 mình như hết luôn thôi. Z1000 hết mất rồi. Rồi, tiếp theo là Honda CB400 Revo, đăng ký 2014, biển Sài Gòn. Cái này có thể cho anh em là 265 triệu. Rồi em cuối cùng CB400 Pundo
bản kỷ niệm 25 năm. Con này 375 anh ạ. Con này báo giá nhiêu? 375 triệu. 375 nha anh chị các bạn mình ơi. Đây. Xe màu trắng đỏ. Đó thì tất cả những dòng xe gì trong cửa hàng thì em cũng Huy cũng báo giá cho anh chị mình tất cả hết rồi ha. Anh chị các bạn mình có quan tâm cái mẫu xe nào á, dòng xe nào thì mình cứ tua lại và chụp cái màn hình giúp em. Đó, liên hệ qua số Zalo trên màn hình. Hoặc anh em mình ở gần địa chỉ là 52 Lê Hồng Phong, Đông Thành, Tân Hiệp với em Bình Dương á, thì mình cứ theo cái địa chỉ đó mình đến cửa hàng mình xem những dòng xe nha. Đó, có rất là nhiều xe là anh chị mình có thể tha hồ mình lựa luôn nè. Thì video em chỉ cập nhật tới đây ha. Cảm ơn anh chị các bạn mình đã theo dõi video. Hẹn gặp anh chị các bạn mình trong những video tiếp theo.